Vâng, chào tất cả. Hôm nay anh em sau một quá trình làm thầy pizza video quá dài rồi, anh em đã đạt được 1.000 lượt đăng ký nhá. Bây giờ anh em 1.000 lượt đăng ký. Đó. Quả này. Anh em tôi sẽ ăn mừng bằng cách hoa quả các bạn nhé. Mùa hè rất chi là nóng luôn. Đó, anh em tôi có vải dưa rồi, xoài, sữa trộn với nhau các bạn nhé. Có gia vị, có sữa này, rồi đồ vật dụng thì có mâm với cái thùng. Tôi sẽ chế biến món hoa quả dầm nhá. Hoa quả em ơi. Từ từ, lấy xoài cho tôi. Thái ra mâm nhá. Thái bóc quả chín trước. Nát quá. Quả chín đấy, em bóc ra để anh làm cho có phần lắm. Wow. Chín quá rồi các bạn, còn hơi chín quá. Sẽ bổ dưa các bạn nhá. Bùm vài bó dày ấy. Ui dồi, lên cát rồi, đẹp thế nhỉ. Chín này, đỏ hết rồi. Chị em mình ăn mừng cách này. Dầm hoa quả các bạn nhé. Cái này kiểu như là ngũ quả rồi đấy nhỉ. Chơi rồi. Tranh thủ làm miếng đây. Hỏi cả các bạn không? Đúng không? Ăn cả vỏ khá ngon nhỉ. Có câu mát nhưng mà hơi ấy. Như thế thì tôi phải bóc vỏ đi chứ các bạn. Nhà tôi sẽ thái mỏng dưa ra để tí nữa dầm các bạn nhé. Cho sữa trộn vào cùng. Hợp lý. Mùa hè này rất chi là nóng nực, oi bức. Tôi sẽ tự làm cái video ăn mừng để cho nó mát các bạn. Không thể kém phần long trọng được, đã có đá các bạn nhé. Cùng cả đá đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn cả đá luôn. Đó. Sau quá trình anh em cố gắng làm những cái clip các bạn, anh em tôi cũng đã đạt được 1.000 sub. Tôi ăn mừng bằng cách là dưa dầm với hoa quả các bạn nhé. Không kém phần long trọng đó là vải các bạn. Mình ăn mừng cho hoa lên đầu thôi. Quá trình anh em tôi sẽ bóc vải các bạn nhé. Hoa này nó bị chết. Đó, các bạn. Tôi tách cái hột ra các bạn nhé. Sau đó mâm quả luôn. Đó. Dân dã cho nên mình cũng không cần đeo găng tay các bạn nhé. Dân dã. Phần hạt cái vỏ này. Nóng quá thì tôi cũng không lợn gà cho nó mệt các bạn. Cho mình mâm hoa cỏ, quả sô đá vào. Gà. Bây giờ anh em được triệu súp đã nhá. Anh em sẽ làm đồ mặn xong. Anh em chỉ làm hoa quả.